xin chào cả nhà đang xem kênh Cuộc Sống Mỹ Celine Vlog. Cả nhà ơi, bữa nay là ngày cuối nhà mình ở khách sạn ở trên Reno đó. Bây giờ mình sẽ cho các con của mình tắm hồ bơi ha. Và sau đó thì sẽ ăn buffet. Qua ngày hôm sau nữa thì tụi mình sẽ đi về lại San Francisco. Thì trong cái video sau mình sẽ chia sẻ gia đình của mình xuống check-in và check-out và đi về lại San Francisco mọi người ha. Còn trong video ngày hôm nay mình mời mọi người cùng tắm hồ bơi và ăn buffet cùng với gia đình của mình bữa nay nha. Sydney. Ăn đồ tàu nè.
Sao vậy anh? Uống phê đi. Bếp like. Wow. Nghe vậy? Bí mà thấy anh là thế này nè, đúng không? Ừ, anh không có nữa, anh không có trong này nữa. Ủa vậy hả? À hả? Tôi thấy cái chỉ đó là thế nào, thế này nữa. Bả thế này, thế ba cái này cái nào cao hơn? Cái này cao nhất hả? Cái này hả? Của anh không có trong này nữa. Thẻ VIP mới được đứng hàng này đây. Lại cũng tốn nhiều tiền ở đây đó. Còn mỏ mỏ một cái miếng thịt luôn á, xương không à. Ừ. Just moving out of the way. I'm just stopping right here. Ăn gì đó đem em lái đi. Xào hả? Từ từ ăn chứ. Pizza không vậy? Trời, mấy cái ớt này nó ngon lắm nè. À, cái đó ngon lắm, mẹ ăn giòn giòn á. Wow, có khoai lang đó em ơi. Có tôm kìa, cái bắp nữa hả? Em có ăn thịt không? Em có ăn thịt không? Trời, mấy cái thịt này ngon lắm, mẹ em ăn. Đây nè. Nấm này ngon lắm nè. Có khô, có fan fry. Trời, cái này xíu nữa thích ăn nè. Cái này gà đúng không ba? Ừ, gà đúng rồi đó. Chicken tender đó. Chứ phải đùi gà hả? Không, nó chicken tender mà. Ờ, cái đó ngon đó Vi. Vi, cái đó sườn gà ngon đó. Cái này sườn gà nướng. Hai miếng đủ rồi. Tất kỳ thịt gà lôi á. Đồ ăn mễ. À, biết sao không, cái tuần lễ là tuần lễ của người Mễ đó. Cho nên là nó làm đồ ăn Mễ không. Phở nè, có phở nè. Phở kìa. Có hai lò phở luôn nè. Có hai lò phở luôn nè. Nó nấu nhìn ngon hấp dẫn quá. Dĩa đi em. Ồ. Lấy chị cái luôn coi. Trời ơi là bánh ngọt. Nó không có ngon đâu em. Trời nó ngọt lắm em ơi. Sorry.
the washroom with you? Yeah. Yes, I do. Kìa. Em bánh su game phải không? Trời cái kem này ngon lắm em nè. Sorry.